Chào mừng các bạn đã đến với hoạt động khoa học thú vị. Xin chào các bạn, mình tên là Poppy. Poppy rất vui khi được gặp lại các bạn. Hôm nay Poppy đã được tặng một giỏ trái cây tươi rất là ngon. Vì vậy nên Poppy quyết định sẽ làm món da u trái cây mà Poppy thích ăn nhất. Các bạn có biết cách làm da u trái cây không? Poppy sẽ chia sẻ cách làm cho các bạn nhé. Để làm được món ăn này, chúng mình cần chuẩn bị trái cây tươi, một cái tô nhỏ, muỗng ăn và sữa chua nữa nhé. Nào, hãy cùng Poppy thực hiện nhé. Đầu tiên, chúng mình hãy nhờ ba mẹ gọt vỏ trái cây và cắt thành miếng nhỏ vừa ăn. Chúng mình chia trái cây vừa cắt thành hai phần. Một phần chúng mình hãy ăn để khám phá mùi vị của trái cây như thế nào nhé. Quả táo thì có mùi vị như thế nào? Còn quả xoài thì sao nhỉ? Vậy thì quả lựu lại có vị gì? Có thơm và ngọt không nhỉ? À, còn nhãn và bơ nữa. Chúng mình nhớ bỏ hạt khi ăn nhãn nhé các bạn. Chúng mình hãy ăn thử để khám phá mùi vị của hoa quả trước khi làm da ua nhé. Poppy sẽ chọn và lấy mỗi loại trái cây một ít để cho vào tô của mình. Bây giờ thì thêm nửa hũ sữa chua vào hỗn hợp trái cây. Nếu muốn ăn ngọt, chúng ta có thể cho thêm đường hoặc sữa, tùy theo ý thích. Thêm một chút đậu phộng và đá bào nè. Bây giờ chỉ cần trộn đều và thưởng thức thôi nào. Rất là ngon. Mùi vị giòn giòn của táo, chua ngọt của xoài, thanh thanh của lựu, bùi béo của bơ và ngọt ngào của nhãn hòa quyện với vị sữa chua mát lành. Wow, thật tuyệt vời phải không các bạn? Vậy thì còn chần chờ gì nữa? Các bạn hãy nhanh tay, chuẩn bị và làm ra món da ua trái cây cho riêng mình nhé. Hãy nhờ ba mẹ giúp đỡ mình nha các bạn. Nào, bây giờ hãy cùng Poppy ôn lại các bước thực hiện nhé. 1. Nhờ ba mẹ sơ chế trái cây và cắt thành miếng nhỏ. Bước 2. Chọn nhiều loại trái cây khác nhau và cho vào tô. Bước 3. Cho nửa hũ sữa chua vào tô. Có thể cho thêm đậu phộng, sữa hoặc đá bào. Bước 4. Trộn đều và thưởng thức thôi nào. Các bạn có thể chọn bất cứ loại trái cây nào mà mình thích và điều chỉnh lượng sữa sao cho vừa với khẩu vị của mình nha. Poppy mách nhỏ cho các bạn nha. Sự tươi mát đặc trưng của trái cây kết hợp cùng với mùi vị của sữa chua sẽ tạo nên một hương vị vô cùng đặc biệt. Trong trái cây có rất là nhiều vitamin kết hợp với dinh dưỡng trong sữa chua tạo nên hương vị siêu ngon và tốt cho hệ tiêu hóa và giúp cho cơ thể chúng ta thật khỏe mạnh nữa đấy các bạn. Các bạn hãy tự làm cho mình, cho ba mẹ và những người thân trong gia đình mình món da ua trái cây ngon tuyệt vời này nhé. Đừng quên chụp ảnh và gửi lại cho các cô lớp mình được không nào? Poppy chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.